Chào mừng các bạn đã đến với channel của em PES Mobile. Và trong cái video ngày hôm nay là một cái video cuối cùng mình đá PES eFootball Mobile 2023. Và ngày mai chúng ta sẽ đón chờ một cái phiên bản update, đó chính là về eFootball Mobile 2024 nha các bạn. Đâu đó tầm khoảng vào lúc 3 giờ chiều hoặc là 4 giờ chiều thì game sẽ mở và các bạn có thể vào các bạn chơi. Nhưng mà khi game mở thì mình chắc chắn rằng là nó sẽ rất là đông server. Các bạn biết là cái từ on the world không các bạn, toàn thế giới người ta vào người ta chơi luôn. Nên là game nó ổn định sẽ tầm khoảng 1 cho tới 2 ngày sau nha. Khi mà cái game này update thì sẽ có rất là nhiều những cái sự kiện cũng như là những cái phần quà hấp dẫn cho các bạn nhận được luôn. Có những cái bốc cầu thủ rất là ngon để các bạn có thể săn. Và bạn nào muốn nạp coin thì nhắn tin qua Facebook và Zalo của mình nha. Mình sẽ để cái số điện thoại kèm cái link Facebook bên dưới phần mô tả để các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Mandini tạt vào trong cho MB chúng ta ghi bàn thôi. Trận đấu này là cái trận đấu mình đang leo lên cái rank đi 2 các bạn ơi. Lúc đầu thì mình tính sử dụng cái video này để mình làm về cái sơ đồ 4123 cho các bạn xem. Nhưng mà do là cái game này nó update rồi, thành ra là mình sẽ hủy diệt team bạn trong cái trận đấu ngày hôm nay nha các bạn. Về cái phiên bản eFootball Mobile 2024, về cái lối chơi thì đâu đó nó cũng sẽ giống với cái phiên bản của 23. Nhưng mà như mình đã đăng cái video trước là về cái phần team playstyle các bạn ơi. Cái phần đó nó sẽ bỏ và rất là tiện cho cái việc các bạn chuyển đổi về cái phần style MB. Thoát rất là nhanh, các bạn thấy ninja rùa các kiểu đồ. Sử dụng skill ngoặt bóng rồi các bạn ơi, sử dụng stunin chúng ta ghi bàn thôi. Một pha bóng quá hay và quá đẳng cấp, MB vừa giơ tay thôi là một cái đường chọc khe tới liền các bạn. Con hàng này nó quá nhanh và cái gọi là cái phần xử lý bóng của nó quá tốt luôn các bạn. Pha này mình dứt điểm thường cũng có bàn nha. Nhưng mà tại vì là kiểu mình muốn bóng nó lực một chút xíu, thành ra là mình sử dụng stunin. Nhưng mà cũng may mắn là đã có bàn trong cái pha bóng đó rồi các bạn ơi. Một cái sơ đồ tấn công 4-1-2-3 rất là ngon. Khi mà cái game này nó cập nhật lên thì mình sẽ làm những cái video về sơ đồ hướng dẫn cho các bạn chơi. Đó, thì đâu đó là về cái lối chơi nó cũng sẽ không khác gì mấy cho các bạn. Chỉ có điều là khi mà lên cái phiên bản 24 thì nó đá mượt hơn so với cái phiên bản 23 thôi. Tại vì cái phiên bản 23 là đâu đó vẫn còn hơi giật lắc một chút xíu và nó cũng hơi delay. Những cái lỗi đó thì khi lên PES 24, Konami sẽ fix lại để chúng ta có được một cái trải nghiệm game tốt nhất luôn nha các bạn. Chúng ta quay trở lại với là trận đấu của chúng ta đi nào. 2-3 ngày nay mình không có đá PES, mình cũng hơi nghiện. Khi mà làm lại cái video này kiểu mình rất là ngứa tay luôn các bạn ơi. Figo dâng lên tham gia tấn công mà tạt vào trong. Nhưng mà vẫn có Mandini của mình phòng thủ nha. Bắt đầu bơm bóng lên cánh này. Beckham truyền cho Mbappe. Pha này mình truyền hơi sớm. Mình nên ban bật một chút xíu để cho Mbappe thoát biên nha các bạn. Kevin Prainer cánh đang rất là trống. Beckham làm gì đây? Mbappe của chúng ta giơ tay xin bóng tạt vào trong đi nào. Nhưng mà team bạn phòng thủ rất là hay trong cái pha bóng này. Một cái sơ đồ thật sự là phải gọi lấy công bù thủ. Bạn nào mà thủ yếu mà muốn công nhiều thì chúng ta chơi cái sơ đồ này nha. Hai bên cánh luôn luôn thốn. Các bạn suy nghĩ như thế này là hậu vệ thì chỉ có 4 cầu thủ thôi. Nhưng mà khi mà các bạn chơi cái sơ đồ này là team chúng ta tới 5 cầu thủ tham gia tấn công lặn. Thành ra sẽ có những cái khoảng trống rất là nhiều để các bạn có thể đưa ra những cái đường tấn công. Mbappe ghi bàn thôi sời ạ. Các bạn thấy là ban bật nó rất là mượt các bạn ơi. Làm sao mà có thể gọi là hai cầu thủ mà kèm được 3 cầu thủ các bạn. Beckham tạt và Mbappe ghi bàn. Sời, đẳng sờ cấp luôn chứ còn gì nữa các bạn. Hiện tại là cái game eFootball Mobile 2024 trên cái phiên bản PC đã cập nhật rồi nha. Và mình thấy cái phiên bản đó thì có trọng tài này, có thời tiết các kiểu và cái đồ họa nó rất là đẹp. Và không biết là ngày mai thì cái game mobile của chúng ta sẽ như thế nào nữa các bạn ơi. Các bạn đã cập nhật sẵn cái game này chưa nhờ? Các bạn nên cập nhật để ngày mai là cái game mở và chúng ta vào luôn nha các bạn ơi. Mbappe khứa lòng ghi bàn thôi. Pha bóng quá hay và quá tinh tế cho cái pha bóng này, mình xử lý kiểu nó nghệ và nó đẳng cấp các bạn. Đó, các bạn thấy là mình xử lý rất là khó chịu. Một cái điều mà mình muốn nói với các bạn là khi mà các bạn phòng thủ trong những cái pha bóng này thì các bạn làm sao mà ép cầu thủ ra xa khung thành càng nhiều càng tốt nha các bạn. Tại vì nếu như mà các bạn bắt dưới là mình
thường xuyên mình sẽ ngoặt vào trong để mình khứa lồng nó, nên là rất là nguy hiểm nha, các bạn cũng cần phải lưu ý về cái điều này. Tiếp tục với lại trận đấu của chúng ta thôi nào. Thật sự là mình đá cái sơ đồ này thì công nó quá ngon và đá nó quá mượt, quá nét luôn. Mình là gọi là thích cái sơ đồ này thật sự các bạn. Nhưng mà kiểu là bạn nào mà thủ yếu thì chơi cái sơ đồ này gặp những cái ông lớn tay to các kiểu đồ là các bạn hơi mệt nha các bạn. Và đặc biệt là các bạn không kiểm soát bóng tốt là kiểu bị hành khá là nhiều. Còn các bạn mà công quen rồi, các bạn giữ bóng tốt là team bạn lại khó chịu với các bạn. Chúng ta tiếp tục với lại hiệp 2 nha. Thường là mình chơi cái sơ đồ này mình sẽ sử dụng những cái đường chuyền ngắn nhiều. Nhưng mà đâu đó thì khi mà cầu thủ di chuyển và có những khoảng trống, chúng ta sẽ đưa ra những cái đường chuyền dài cho cầu thủ của chúng ta di chuyển. Rồi, Rory cướp được bóng rất là hay, chuyền cho Kevin Bruyne sử dụng Stunin nhưng mà rất là chậm. Các bạn sử dụng Stunin thì nên lưu ý về cái khoảng trống nha các bạn và cái thời gian mà cầu thủ ra chân. Tại vì Stunin nó hơi chậm và tốn khá là nhiều thời gian, nên là rất là dễ bị đối thủ áp sát. Ở trong cái sơ đồ này một cái điều thú vị là mình sử dụng cầu thủ trẻ Bellingham các bạn. Con hàng này thực sự là nó đá quá mượt và cái khả năng xử lý bóng của nó rất là tốt luôn ấy. Mình chơi kiểu mình ưng quá chừng luôn. Và trong cái tuần này Bellingham đang có một cái phong độ khá là hủy diệt, nên là mình chơi khá là mượt nha các bạn. Beckham đạt vào trong cho Mbappe, chúng ta đánh đầu được rồi. Nhưng mà GK rất là hay cho cái pha bóng này. Con hàng Mbappe ở cái phiên bản Showtime là một cái gì đó nó quá quỷ diệt và nó đá quá tốt luôn á các bạn. Đó, các bạn có cái phiên bản đó thì các bạn có thể trải nghiệm nha. Còn không có thì có thể xem lại cái video mình làm về cái phiên bản chủ tịch Mbappe cho cái phiên bản Showtime. Beckham của tôi hơi chậm này. Rồi, team bạn tấn công mà. Chúng ta cướp được bóng rồi, tiếp tục. Bàn bật rất là mượt này các bạn ơi. Beckham truyền vào trong cho con hàng LWF, nhưng mà hơi may mắn trong cái pha bóng này dành cho team bạn các bạn. Bạn nào xem tới đây rồi cũng đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để có thể xem những cái video mới nhất từ kênh của mình nha. Và đâu đó nó cũng sẽ là một cái phần động lực giúp mình ra thật là nhiều những cái video hay và hấp dẫn trên kênh của MPS Mobile. Và nếu như mà các bạn muốn nạp coin thì có thể săn những cầu thủ huyền thoại mà mình yêu thích thì có thể liên hệ qua Facebook và Zalo với mình. Mình sẽ để cái số điện thoại kèm với link bên dưới phần mô tả thì các bạn có thể tiện liên lạc với mình hơn. Ở những cái phút cuối trận thì cầu thủ của mình vẫn tấn công rất là hăng hái các bạn. Kevin Bruyne và Bellingham với lại con hàng LWF đang hết thể lực nhưng mà vẫn cố gắng đá hết cái trận đấu ngày hôm nay các bạn. Team bạn dồn lên tấn công mà vẫn còn hậu vệ Cannavaro của mình. Sada làm gì vậy? Nhưng mà Beckenbauer bọc lót rất là tốt này, một đường chuyền dài lên cánh rất là thoáng. Bellingham chúng ta di chuyển khả năng lả lướt là rất là tốt các bạn ơi. Tốc độ của Bellingham rất là nhanh, sử dụng skill bên nào rê bóng rất là hay và chúng ta khứa lòng cho cái tình huống này thôi. Trời à, con hàng trẻ Bellingham của tôi về cái khả năng đá nó quá cháy và về cái tài năng của cầu thủ này thì không thể bàn cãi được các bạn ơi. Chúng ta dùng skill, chúng ta rê bóng qua cái đôi chân thuận và cho Bellingham chúng ta khứa lòng để có thể chấm dứt cái trận đấu ngày hôm nay với tỷ số là 5-0. Thì không biết là team bạn sẽ gỡ kiểu gì thì các bạn ơi. Đâu đó thì team bạn có thể ghi được một bàn danh dự trong cái trận đấu ngày hôm nay, nhưng mà mình cũng không biết được các bạn. Và mình nghĩ là cái video ngày hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video này và hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai trên kênh của MPS Mobile.